Trường hợp 1, thầy chùa Đại Đức Thích Thanh Toàn. Thầy chùa Thích Thanh Toàn này tu ở chùa Nga Hoàng, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, lừa đảo người mê muội, mới tu có mấy năm mà đã dư trên 300 tỷ. Đây đích thực là thầy chùa siêu lừa đảo. Thầy chùa Thích Thanh Toàn này tu không có giáo lý của đạo Phật nên mới siêu lừa đảo như thế. Kính thưa Hòa thượng Thích Gia Quang và Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, đây là trường hợp thứ nhất của Đại Đức Con Sâu Làm Dầu Nồi Canh mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần cung cấp thông tin. Sáng ngày 3 tháng 9 năm 2019, bài viết Sư Chủ Trì Cả Tỉnh Phóng Viên được đăng tải trên báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Chiều cùng ngày, trả lời các phóng viên, nhà sư Thích Thanh Toàn cho biết ông đang nhờ tư vấn viết đơn kiện báo Phụ Nữ. Không có chuyện ông đã tình hay nói và làm những việc trái đạo đức của một người tu hành. Để rộng đường dư luận, chúng tôi nhận thấy cần phải cung cấp thêm tư liệu giúp bạn đọc có thể hình dung đầy đủ hơn về nhà sư Thích Thanh Toàn. Là một đại đức khoác áo chủ trì, hàng ngày giao kinh giảng Phật cho hàng trăm Phật tử, thế mà lại khoe mối quan hệ thân thiết với những nữ showbiz Việt, rồi gạ tình một cách thô thiển và còn đòi tôi gửi ảnh trần chuồng. Bây giờ giảng minh cho thầy đấy, bất cứ giờ nào mà như lý nhà kỳ nhà đồ như thầy có nhiều đệ tử, nhưng mà thầy chưa một lần thầy có dục vọng, nhưng mà con thì thầy là có đấy, cho nên thầy nói là thầy chẳng là lúc này thầy nói với con là nếu mà con can đảm con gửi trần chuồng của con. Và như nhuốc hơn nữa, chứ Toàn còn thớ lỡ khoe cái của quý của thầy cứng nhắc. Đây thầy nói được, con bây giờ tự nhiên kinh con không phải động thái. Thầy cũng điều chỉnh được xuống thật, mà nó xuống động kỳ lạ lắm. Con đây là thầy nói nghiêm túc với con. Tột cùng của sự đê hèn khi sư Toàn mượn Phật pháp để gạ tôi quan hệ và lừa phỉnh, chỉ cho nó chạm vào nhau một tí thôi là ấp dương kết hợp, là em tôi sẽ khỏi bệnh. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc sẽ ban hành quyết định bãi chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng đối với Đại Đức Thích Thanh Toàn, thu hồi quyết định bổ nhiệm thầy Toàn làm trụ trì chùa Nga Hoàng, thu hồi khuôn dấu chùa Nga Hoàng ở xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Về nguyện vọng xin được giữ lại tài sản thuộc sở hữu cá nhân, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý với thỉnh nguyện này của Đại Đức Thích Thanh Toàn. Vì vậy, sắp tới ban sẽ làm việc với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng đương sự để xác minh làm rõ nguồn gốc tài sản liên quan đến cá nhân đương sự và chùa Nga Hoàng theo quy định của pháp luật. Chùa Nga Hoàng sẽ do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc điều hành cho tới khi có trụ trì mới. Về việc dư luận rất bức xúc với thỉnh nguyện xin được giữ lại tài sản thuộc sở hữu cá nhân sau khi xả giới hoàn tục của Đại Đức Thích Thanh Toàn, nhân dân đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho điều tra thầy Thích Thanh Toàn tu ở chùa Nga Hoàng, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc này tu lừa đảo như thế nào mà quá giàu như vậy. Theo như lời của Thượng tọa Thích Gia Quang và Thượng tọa Thích Đạo Thịnh đã phát biểu, đồng thời mời công an vào cuộc điều tra như đã hứa.